Tối hôm nay là tối thứ sáu, em vào trong trang trại trong và bắt được duy nhất một con này ưng mắt để mà lên video đủ ký để cho các bác xem. Đấy. Dòng này thì anh em thấy là mới có ăn thạo thôi, chưa hề có cường nhưng bộ rất to, tướng rất đẹp. Đây là cái con mà em nọc cũng là cũng khá là kỹ trong cái đống chim. Đấy. Sẽ bán những con đẹp trước. Đấy. Clip này là em đặt tên là clip số 13. Con này còn đẳng cấp hơn cả con số 12 luôn. Đấy. Anh em nhé. Tối nay là tối thứ 6 ngày mùng mùng 10, mùng 9. Mùng 9 tháng 12. Sáng mai là mùng 10 thì em gọi là tối thứ 6 tối ngày mùng 9 tháng 12. Em vào trong nhà trong và em nọc được một em này rất là ưng mắt. Đấy. Con này còn đẳng cấp hơn cả con clip số 12 luôn. Đấy. Thì em cũng báo giá công khai con này là 1 triệu 2. Đấy. Bác nào mà muốn chơi một con đực lẻ xuất sắc thì đây là một cái sự lựa chọn tối ưu nhất. Đấy. Các bác nhìn này. Móng chân là không có một cái tật lỗi gì luôn. Phao là phao xám. Đấy. Phao xám. Đầu xanh, đuôi xám, ngực hồng này. Đấy. Đấy. Chim rất là trườm chim. Đấy. Bộ to. Đây là cái dòng dòng cánh tiên thổ đồng anh em nhé. Em báo giá công khai cái clip này luôn. Đấy. Đấy. Công khai luôn. Đấy. Báo giá công khai luôn là 1 triệu 2. Đấy. Bao ship cho anh em. Đấy. Tất cả những cái video bây giờ em lên đều có báo giá công khai tiền. Đấy. Đấy. Sau khi có ý kiến của anh em. Đấy. Anh em nhìn. Đấy. Bậu trên bậu máy tính màn hình luôn. Con chim rất đáng đồng tiền để chúng ta chơi. Không cần phải chơi nhiều. Chỉ cần chơi một con duy nhất và đáng để chúng ta chờ đợi 5 tháng. Đấy. Đấy. Tối nay là lúc 9 giờ 15 nó bắt đầu tường thuật trực tiếp. Đấy, Argentina này. Đấy, anh em xem cho em có xứng đáng không. Con chim em review quay cho các bác từng cm, từng cm. Anh em xem từng cái chân móng và mắt mỏ. Đây. Con này mắt là mắt cũng là mắt vàng nhá, mắt vàng. Mỏ bồ câu. Phao sáng. Tướng tá thì ok, kiểm chim là chim đực lẻ. Đực lẻ em tách ra. Chọn cả đống chim mới được một vài con đẹp bán trước. Đấy, anh em nào chốt trước thì sẽ có được những chú chim huyền thoại như thế này. Anh em thấy ngực này, vai là rất là cân luôn nhé, hai cái bả cánh rất là cân trường đấy. Bắp chuối mỏ cũng rất là dài, người dài đuôi dài bắp chuối đấy. Anh em nhìn anh em kết luôn. Số Zalo là 0335305982. Bác nào mà chơi kỹ chơi một con thì kết nối cho em sớm và chốt sớm. Đấy. Những con em đăng là như trong mấy ngày gần đây là những con đẹp em đăng trước. Thì các bác yên tâm là bác nào mua trước là được toàn những con tuyển chọn kỹ hơn. Đấy. Hết nạc thì vạc đến xương. Anh em chốt cho em là anh em được luôn. Đấy. Con chim nó đáng đồng tiền, rất đáng đồng tiền luôn.
Clip số 13. Clip mã số 13. Con số 13 đối với nhiều người là không thích, nhưng đối với em lại rất thích con số 13. Đấy. Michael Ballack. Đấy. Mark Malaman. Đấy. Mark Malaman. Michael Ballack. Đấy. Con số 13. Anh em yên tâm đi nhá. Đấy. Con chim rất là thuần, sau khi trấn an một lúc thì con chim rất là thuần và đầu hợp tác quay phim. Đấy. Mắt lồi nhá, đây là mắt lồi luôn, đỏ vàng, chưa có một hạt cườm nào luôn, chân đỏ lâu, chân này thì nó chưa già nên ra nó chưa chuyển sang màu đỏ nhiều. Anh em nhìn con chim là thấy kết rồi. Nhìn con chim nó bậu, thấy nó bậu, nó gọn và nó có cái sự khôn ngoan của con chim. Đấy. 1,2 triệu nó phải xứng đáng của một con chim, xứng đáng của 1,2 triệu nha anh em. Đấy. Mắt lồi, mặt rất tợn luôn. Mặt cực kỳ tợn luôn. View từng centimet cho anh em xem cái dáng của con chim đực nó bậu như thế nào. Bao giờ chân nó cũng rất là trụm vào. Đấy. Gọn. Đấy. Anh em nhá. Lên những cái video gọi là mang lại những cái khoảnh khắc chim cu thật là rõ nét. Đấy. Dơ cánh đánh. Đấy. Đại bàng dơ cánh. Đấy, anh em nhìn nhá. Anh em nhìn cái tác phong của con chim nhá. Đấy. Đấy, nhìn thấy chưa? 1,2 triệu các bác nào alo nhanh. 0335305982. Chốt sớm cho em chốt luôn. Đấy, chỉ cần một con thôi. Loài này chỉ nuôi từ Tết bắt đầu bắn cườm là gáy rồi, ra riêng đầu tháng 1 là thành chim khách rồi. Đấy. Rất nhanh, dòng này bây giờ nó ăn đã bén máng rồi. Anh em nhìn cái bầu diều của nó này. No, chim khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Đấy, anh em nhá. Anh em nào mà chơi một con, dòng này là em bón được từ nhỏ nha anh em nhá. Dòng này là em khuyến cáo lại, trong cái giá 1,2 triệu này là bao gồm cả cái giá công em bón đấy nhá các bác nhá. Đâm ra tại sao anh em mua chim rồi cứ tự giới thiệu nhau, bởi vì là cánh tiên này, hai chóp cánh chạm nhau này. Hai chóp cánh hoàn toàn là chéo nhau. Đấy, chạm nhau, chéo nhau. Cánh tiên. Đấy. Dòng cánh tiên này là dòng rất là khôn. Đấy. Cực kỳ khôn ngoan. Đấy. Em hướng đến cho các bác những con chim đặc sắc trước. Cực kỳ đặc sắc trước. Rất là tợ, đánh cánh này. Đấy. Đấy. Đấy, di chuyển bay sang đây. Đấy. Chim rất là to, rất là thuần. Đấy. Cả đống chim như này em không dám quay con nào linh tinh cả. Đấy. Cả đống chim luôn, nhưng em chỉ quay những em như này thôi. Bao nhiêu bu chim mới chọn được một con chim anh em nhé. Số Zalo và số liên hệ là 0335305982. Clip số 13, giá công khai 1,2 triệu bao gồm cả công bón và giống chim tốt bảo hành cho các bác là bộ to phấn hồng, không có tí lai tạp, chim ta phấn hồng bắc bộ chuẩn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái clip sau.